trận đấu giữa các cầu thủ FC VFBank và MFBank Ocean Bank sẽ được diễn ra sau ít phút nữa. Của trọng tài bất chính hôm nay là ông Hoàng Hà và ông Văn Dũng. VFBank gồm có cầu thủ báo số 7 Văn Nam, cầu thủ báo số 9 Chí Thành. Đội hình ra sân của các cầu thủ MFBank và Ocean Bank gồm có cầu thủ báo số 19 Viết Hòa, cầu thủ báo số 23 Đức Anh, cầu thủ báo số 68 Anh Giang, môn báo số 8 Quang Vinh. Trận đấu được bắt đầu. Chúng ta cùng chờ đợi Hữu Quang sẽ làm gì đây. Và cả ngang rất nguy hiểm. Rất nhiều những tình huống phối đa phạm của cầu thủ VIP nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Cơ hội không được. Đó là pha xử lý của Văn Phong. Vẫn là Văn Phong. Cơ hội Văn Phong. Hãy làm gì đây, cả ngang rất nguy hiểm. Cú sút của Tiến Minh. Cú sút rất nguy hiểm. Thứ hai, cú sút rất nguy hiểm. Và đã có bàn thắng cho các cầu thủ VIP. Sau rất nhiều nhịp bóng thì thủ thành Quang Vinh vẫn không thể cản phá được cú sút rất tốt vừa rồi. Trong một pha phối hợp đá phạt rất có nét của các cầu thủ VIP. Người dừng của đá phạt góc là đội trưởng. Một cú dứt điểm đó là của Minh Thành. 1-0 cho các cầu thủ VIP. Được về bên phía các cầu thủ VIP thì cầu thủ mã số 6 Khắc Giang đã thu hồi cơ hội rất đáng tiếc. Và bước vào hiệp đấu thứ hai thì các cầu thủ Liên Quân, MSB và Ocean Bank sẽ là những người ra bóng trước. Đó là Văn Nam đội trưởng. Khắc Giang cú sút. Tiếp tục một tình huống đá phạt góc nữa. Bắn vô lê rất nguy hiểm. Tiến Minh. Hữu Thành căng ngang rất nguy hiểm. Khắc Giang không thể vượt qua được Đức Anh. Điều hai cú sút. Sút là quá cao của Ngô Viết Hòa. Rất nguy hiểm. Và đá có bàn thắng cho các cầu thủ VIP. Rất đẹp mắt. Đó là cú giật chân của Tiến Minh. Một cú giật chân khá bất ngờ. Và bóng đi vào ngay góc chết và thủ môn Quang Vinh đã đứng chôn chân. Cú sút rất quyết đoán và bàn thắng rất đẹp mắt. Tiếp tục thì ông đã biến nữa cho các cầu thủ VIP. Nhưng trước bóng đó là Tiến Minh. Khắc Giang. Tiến Minh rất nhịp nhàng. Ôi! Không vào. Một pha đập nhả rất hay và rất có nét của các cầu thủ VIP. Tiến Minh sẽ là người thủ quả đá phạt biên lên. Một pha sút phạt biên lỗi và cô ơi! Đá có bàn thắng sút ngắn tỷ số cho các cầu thủ Liên Quân MSB Ocean Bank. Cầu thủ ghi bàn thắng vừa rồi đó là cầu thủ báo số 47 Nguyễn Đình Trung. Một tình huống đá phạt biên không tốt của Tiến Minh và cơ hội cho Đình Trung. Có các doanh nghiệp và công ty trên địa bàn đã đồng hành cùng giải đấu năm nay. Tiến Minh. Cơ hội cho cầu thủ VIP rất đáng tiếc. Thời gian thi đấu chính thức đang bước vào những phút thi đấu cuối cùng và vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm với khung thành của thủ môn Sơn Vũ. Văn Phong sẽ làm gì đây? Cú đá phạt thứ hai, cú sút không được. Vâng và đúng này, trọng tài chính cũng đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa cầu thủ VIP và Liên Quân MSB Ocean Bank. Kết thúc, các cầu thủ VIP đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.